nhưng Indonesia vẫn còn phải chờ đợi pha bóng tấn công có lẽ là cuối cùng của U22 Thái Lan. Yosakon! Wow! Không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi một kịch bản khủng khiếp đến như vậy. Điều gì đang xảy ra trên sân đấu Olympic quốc gia ở thủ đô Phnom Penh? Tôi chưa bao giờ được chứng kiến một trận đấu kỳ lạ đến như thế này. Trận đấu này sẽ được nhớ mãi và cái tên Yosakon cũng sẽ đi vào lịch sử. Hai đội trở lại với vạch xuất phát ở thời điểm mà có lẽ là trận chung kết chỉ còn tính bằng giây. May mắn đã đứng về phía cầu thủ Thái Lan, chắc chắn là như thế. Nhưng bản lĩnh thi đấu, sự xuất sắc của họ là điều mà chúng ta không thể chối bỏ. Pha qua người của Yosakon và tung ra cú đá mãnh liệt ở góc không phải là quá thuận lợi, nhưng là đủ để có thể có được chiến thắng. Một khoảnh khắc tuyệt vời để tô điểm thêm chất kịch tính cho trận chung kết giữa hai đội bóng hay nhất của môn bóng đá nam tại SEA Games 32. Yosakon sinh năm 2005 anh Tùng ạ, chưa tròn 18 tuổi. Và bàn thắng vừa rồi, bàn thắng thứ tư của Yosakon. Đã có sự lộn xộn, có sự va chạm sau khi đội Thái Lan có được bàn gỡ, có thể nói là thực sự vô cùng quý giá, vô cùng đặc biệt. Và có thể là trọng tài sẽ cần phải rút ra thêm những chiếc thẻ phạt. Trận đấu này lại gợi cho chúng ta những cảm xúc. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Pha bóng có thể nói là vô cùng đáng trách của cầu thủ cả hai đội. Ban huấn luyện cầu thủ dự bị của U22 Thái Lan thì cũng có những tình huống ăn mừng quá khích khi họ chạy sang phần khu kỹ thuật của ban luyện Indonesia. Những Titan, tiền đạo dự bị của U22 Indonesia thì cũng đã có những phản ứng có thể nói là vô cùng tiêu cực. Tôi nghĩ rằng không chỉ là chiếc thẻ đỏ trực tiếp mà chắc chắn là sẽ còn có án phạt nguội dành cho Titan nữa. Chúng ta đang nhìn thấy Indonesia vẫn tràn sang phần sân của đối phương. Có lẽ đôi khi bản năng là điều thực sự khó thay đổi. Zahari, Zahari, tuyệt vời Zahari. Kịch bản thực sự là điên rồ. Họ không cần phải thay đổi anh Nam ạ. Họ cứ chơi như vậy ở phía trên đi. Vấn đề chỉ khác một chút thôi, đó là khi cần thì hãy quay về với chất lượng phòng ngự bên này. Nhưng điều gì đang xảy ra bên ngoài sân? Đó là điều tệ hại, đó là điều mà chúng ta không muốn được chứng kiến ở một ngày hội của thể thao khu vực. Với thể thao nó còn có cả những điều vượt trên cả câu chuyện thắng thua. Nhưng những nắm đấm đã được đưa ra, chắc chắn sẽ có những án phạt rất nặng cần phải được đưa ra để xử lý những nhân vật đã gọi là vi phạm trong trận đấu này. Đó là những khoảnh khắc có thể nói là rất thiếu kiểm soát của cả hai bên. Thực sự đó là một hình ảnh xấu xí. Hình ảnh xấu xí không chỉ của Indonesia và của Thái Lan, mà có lẽ là cả khu vực Đông Nam Á cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi những điều này. Tất cả những hình ảnh này ngày mai sẽ tràn ngập trên tất cả các phương tiện truyền thông đại chúng. Tôi nghĩ không chỉ là Đông Nam Á mà cả châu Á và thậm chí là cả thế giới. Một lần nữa Song Chai mắc lỗi và Zahari Ifan thì chỉ có thể nói là quá xuất sắc với pha xử lý vô cùng bình tĩnh và đẳng cấp. Zahari là cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị ở hiệp 2. Anh vẫn duy trì được nền tảng thể lực một cách sung mãn. Một pha bóng cho thấy được sức mạnh, tốc độ, sự càn lướt, tỉnh táo và sự lạnh lùng của Zahari. Có lẽ là sẽ phải lập một hàng rào cảnh sát dày đặc ở khoảng giữa của khu kỹ thuật hai đội. Rất có thể là cần phải có sự can thiệp của lực lượng an ninh một cách chặt chẽ hơn nữa để tạo ra khoảng cách giữa hai đội. Thẻ đỏ
thẻ đỏ, hai chiếc thẻ đỏ. Mỗi đội bị mất một người, nhưng Thái Lan sẽ phải thay thủ môn. Đó là những người đã trực tiếp tham gia vào màn ẩu đả. Vâng, vẫn sẽ còn những chiếc thẻ đỏ nữa. Chưa hết đâu. Một ngày làm việc quá vất vả của ông trọng tài thứ tư. Sẽ còn những chiếc thẻ đỏ nữa cho các thành viên của ban huấn luyện Indonesia. Thẻ đỏ cầm sẵn trong tay rồi. Bây giờ chỉ có tìm đúng người đúng tội thôi ạ. Bây giờ thì tôi cũng không đếm được tổng số thẻ đỏ là bao nhiêu anh Quang Tùng ạ. Như vậy là một thành viên khác của ban huấn luyện đội U22 Indonesia cũng đã bị truất quyền có mặt ở khu vực kỹ thuật ở phần còn lại của trận đấu. Rất có thể đây sẽ là một trận đấu giữ kỷ lục về số thẻ đỏ dành cho những nhân vật ở bên ngoài sân. Không hề tham gia trực tiếp vào trận đấu nhưng cuối cùng lại bị truất quyền có mặt ở khu vực kỹ thuật và phải lên khán đài. Thẻ vàng thứ hai dành cho Camdi. Thẻ đỏ. Jonathan Camdi sẽ là cầu thủ tiếp theo bên phía U22 Thái Lan bị truất quyền thi đấu. Khó khăn chồng chất khó khăn cho đội bóng áo xanh. Họ đang bị dẫn và bây giờ là lúc mà họ kém về mặt quân số. Hoàn toàn chính xác. Pha xử lý quá hay của trọng tài Patakwasim. Bóng ngoài tầm kiểm soát. Bóng thuộc lợi thế cho cầu thủ của Indonesia. Với những đối thủ dày dặn kinh nghiệm như Việt Nam hay Thái Lan, tôi chia sẻ quan điểm này, nhưng tôi nghĩ rằng họ sẽ phấn đấu quyết liệt. Và từng đó thôi cũng là đủ để có thể đem đến một bầu không khí có thể nói là rất đặc biệt ở khu vực Đông Nam Á. Và có thêm một chiếc thẻ đỏ nữa dành cho một cầu thủ của đội Thái Lan. Thẻ vàng thứ hai dành cho Tirasak trong trận đấu này. Một trận đấu có thể nói là tồi tệ của cầu thủ Thái Lan. Càng về cuối thì họ càng phải trải nghiệm những điều có thể nói là đáng quên.